Xin chào tất cả quý anh chị. Mình là Phước Sửu. Mình là Ngọc Ánh. Hai tụi mình bây giờ sẽ tham quan, đánh giá và review một cái dự án cực kỳ đẹp tại Nhà Bè, phải không Ngọc Ánh? Thì cái ảnh bình thường đi ngang qua đây rất là nhiều rồi á, thì ngày hôm nay anh mới thấy là gần đây anh đi ngang qua anh thấy wow, sao mà dự án nó có thể lên mà rất là đẹp, mà lung linh, mà ngay một cái trục đường rất là lớn, trục đường xuyên tâm của thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngày hôm nay thì nhờ sự dẫn anh đi tham quan một vòng ha. Let's go, và bây giờ là mình cùng mời ảnh để tham quan cái dự án này nhé. Ok. Rồi, bây giờ thì nói đến dự án này á, thì Phước Sửu và Ngọc Ánh sẽ đi tham quan dọc theo trục đường Nguyễn Hữu Thọ này trước, Ngọc Ánh à. Yeah. Dọc theo trục đường Nguyễn Hữu Thọ này, sau này sẽ là một trục đường dài là 35m, chiều rộng là 35m đó Ngọc Ánh. Ở đây thì có khoảng 6 đến 8 làn xe hiện tại. Và sau này cái trục đường này á, là một cái nơi kết nối của một cái tuyến metro số 4. Vậy hả? Cái tuyến metro số 4 này nó chạy từ quận Thành Xuân, quận 12 đi qua Bến Thành mà về Long An luôn đấy. Là một cái trục đường xuyên tâm đúng không Sửu ha? Đúng rồi. Với lại như anh được biết á, là ở phía dưới khu vực dưới nhà mình đây là sau này là cái cảng Hiệp Phước á, là sẽ di chuyển tất cả các cái ở phía cảng cái lái về đây hả? Chính xác. Hả? Nên nó là sau này trên cung đường này không còn xe công đi qua nữa, không sẽ gọi là tránh hiện trạng là xe công và kẹt xe. Bởi vì nó có thêm một cái nút giao thông Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Văn Linh sắp tới cái hầm chui đó, 3 tầng. Và sắp tới thì đưa vào gọi là hoàn thành luôn. Ngày xưa anh có đi xuống dưới đầu tư ở dưới khu vực Long Hậu đó. Thì anh đi ngang qua đây là cách đây mấy năm rồi đó. Thì anh thấy là có người ta nói về cái dự án của khu mình đó rất là lớn. Thì Sửu cho anh biết là về cái tập đoàn GS đó, thì có những cái dự án nào ở thành phố Hồ Chí Minh rồi ha? Rồi, nói đến GS là một cái tập đoàn của Hàn Quốc. Đầu tư vốn 100% của Hàn Quốc tại Việt Nam nha. Ở đây thì có những cái dự án lớn mà GS đã triển khai. Thứ nhất là Zai River Thủ Thiêm. Là bây giờ là triển khai căn hộ cao cấp ngay cái chỗ cầu Thủ Thiêm 1 luôn. Ở một cái vị trí rất là đẹp là ngay cái đường Nguyễn Cơ Thạch. Và là trung tâm quận 2 luôn đó. Trung tâm quận 2. Và ngoài ra chỗ Thảo Điền thì sẽ có một cái gọi là cũng của Zai Thủ Thiêm luôn. Căn hộ đã đưa vào hoạt động rồi. Và Riverside đúng không? Đúng rồi. Và ở bên Long Trường quận 9 thì còn một quỹ đất lớn thì sắp tới chủ đầu tư cùng triển khai. Nhưng mà hơn hết và sẽ có một cái dự án gọi là tâm điểm sẽ lớn nhất nhì và khu Nam Sài Gòn này. Chỉ sau Phú Mỹ Hưng thôi. Đó là cái dự án mà Phước Sửu và Ngọc Ánh đang đứng, đó là dự án Zai Gate Nhà Bè. Cái dự án này thì tổng diện tích quy mô của nó là khoảng bao nhiêu hecta ha Sửu? Tổng quy mô của dự án này là 350 hecta. 300 hả? Bao gồm nhiều là loại hình như là nhà phố nè, shop house nè, biệt thự song lập nè, đơn lập và những căn dinh thự sát sông luôn. Thế thì nó chỉ nhỏ hơn Phú Mỹ Hưng một chút xíu thôi, tại vì tổng khu của Phú Mỹ Hưng khoảng hơn 400 hecta đó. Đúng cái rồi. Cái này 300 là nó cũng tương đối là lớn. Như anh được thấy ở đây thì ở đây có trạm điện, thì không biết là có nhà nước mình có hay là chủ đầu tư có muốn hạ thế xuống không ha? Đúng rồi, đây là một cái tâm điểm mà tất cả những khách hàng đi ngang qua đây họ mong chờ điều đó xảy ra. Và bây giờ thực tại là đối với cái chủ đầu tư này họ đã làm tất cả những cái đường ngầm điện rồi. Vậy hả? Họ sẽ sau này đường điện sẽ ngầm hóa. Đây là đường điện là 500 kV, thì sẽ được ngầm hóa theo dọc tiền đường, mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ và đường Phạm Hữu Lầu, nên dọc theo cái tuyến đường này sau này không có đường điện nữa. Và bên trong dự án thì hoàn toàn là không có đường điện ngầm và ngay cả bên trên nữa. Thế thì quá tuyệt vời luôn ha. Dạ đúng đây, rồi. Đây sẽ là một cái dự án tâm điểm của khu Nam Sài Gòn, tại vì ở phía dưới hướng về phía dưới Long Hậu dưới kia thì cũng có rất là nhiều các cái trường học, như hiện tại mình thấy là mình đi xuống đó mình thấy có trường quốc tế Mỹ đó, AIS rồi đó, thì sau này sẽ có rất có nhiều cái chuyên gia rồi người ta sẽ về để ở đúng không? Nói đến là kết nối hạ tầng và gọi là cái gọi là vị trí của dự án GS Nhà Bè này thì là một cái tâm điểm tuyệt vời và di chuyển rất là gọn gàng, giống như là di chuyển rất dễ dàng, giống như là một bước chân 1.000 tiện ích đó Ngọc Ánh. Vậy hả? Bởi vì không lâu sau, tầm khoảng trong vòng mà trong năm nay thôi,
thì chỉ cần khoảng 3 km thì mình bước tới một cái cao tốc gọi là cao tốc Bến Lức Long Thành. Một khi mà Ngọc Ánh từ cái vị trí này tầm khoảng 3 cây số này mình di chuyển tới cái đường cao tốc Bến Lức Long Thành thì mình có thể là rẽ tay phải là về miền Tây, rẽ tay trái là mình đi miền Trung, và mình đi xuống cái sân bay gọi là Long Thành chỉ khoảng hơn 20 phút thôi Ngọc Ánh. Thế thì quá thật thuận tiện để di chuyển giữa các quận huyện luôn. Và thì mình cái đường trục lộ này thì mình sẽ đi về hướng quận nhất đúng không? Chính xác. Với cái vị trí này thì Ngọc Ánh có thể là kết nối tất cả các tỉnh miền Tây, và đồng thời mình đi qua gọi là cái gì nhỉ, biển Cần Giờ. Mình ăn hải sản có 10 phút thôi. Cần Giờ là một cái biển, mình thấy là Cần Giờ là mình thấy là cái giống như lá phổi xanh của thành phố Hồ Chí Minh đó. Thì ở bên đó cũng có rất là nhiều cái dự án để sau này phát triển về dự án bất động sản đó. Rồi, nói đến cái dự án Zayget Nhà Bè này thì là một dự án bí ẩn, đặc biệt sau hơn 10 năm ngủ đông, và bây giờ nó đã hình thành, và giống như là Phước Sửu và Ngọc Ánh đang thấy là những cái dãy shop house này rất là đẹp, và một cái mặt tiền của cái shop house này họ được là một cách xây dựng mặc dù là gọi là bàn giao bên ngoài hoàn thiện bên trong thô thôi, nhưng mà chủ đầu tư là chăm chút đến từng chi tiết. Vì ở đây một cái dự án gọi là khá lớn, 350 hectare, và dự kiến sau này Ngọc Ánh không cần phải đi qua Hàn Quốc nữa đâu. Khoảng vài năm sau Ngọc Ánh đi dạo vào cái dự án Zayget Nhà Bè này thì tái hiện lại một mô hình hoàn toàn là giống như là ở Hàn Quốc ở đây luôn. Đúng rồi, như điển hình như bây giờ là mình thấy đó là cái khu Phú Mỹ Hưng như ngày xưa đó, mà mình cứ nói nôm na là như Phú Mỹ Hưng ngày xưa cách đây khoảng 10 năm thôi, nó cũng chỉ là một cái vùng đất khá là vắng vẻ, thì hiện giờ là cư dân về ở mà cũng không khác gì Singapore cả. Thì mình nghĩ là sau này cái GIS này thì sẽ trở thành một cái Hàn Quốc ở Việt Nam. Sau này mình sẽ du lịch Hàn Quốc tại Nhà Bè phải không? Đúng rồi. Một tổng quy mô diện tích là 350 hectare, và trong này nó có gồm nhiều tiện ích mà Ngọc Ánh chưa biết được đâu. Bước sửa của liệt kê sơ qua, hiện tại đã có một cái trường đại học rất là lớn của Mỹ là đại học Chadwick hả? Trường đại học này là từ cấp 1 đến cấp 3 và đã xây dựng ở cái phân khu thứ hai là phân khu 1.2 rồi. Một cái phân khu lấy cái tên rất đặc biệt là phân khu Zai Edu Khoji, là cái phân khu này là chuyên về gọi là giáo dục trường học. Thì sau này là chúng ta không phải đi đâu hết, chúng ta chỉ cần một bước chân thôi là chúng ta có thể tới trường học rồi. Ba mẹ cũng rất thuận tiện trong việc đưa rước các con. Thứ hai là anh muốn hỏi về cái shop house thì không biết là diện tích của shop house ở đây và giá của nó khoảng tầm bao nhiêu sự hả? Đúng rồi, ở trong này là cái sản phẩm mà đặc biệt của dự án này là shop house. Để bí mật hơn và để gỡ cái bí mật đó ra và khám phá chi tiết shop house của dự án này thì chắc là Phước Sửu và Ngọc Ánh mời cho quý anh chị xem video tiếp theo để là mình xem bên trong luôn, khám phá bên trong để xem cái shop house là có gì mà tất cả những quý khách hàng là tò mò muốn tìm đến. Bản thân anh cũng rất là tò mò vì anh chưa quá tò mò lần đầu tiên anh tới đây. Rồi, quý anh chị cần thêm những cái thông tin về dự án và cần những cái sản phẩm ký gửi về dự án này, hãy inbox ngay cho Phước Sửu và Ngọc Ánh để theo dõi các cái clip tiếp theo và tìm hiểu nhiều cái dự án thông tin về cái Zayget này nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.